Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo năm 2020. Ngày 18 tháng 7, đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự Thế vận hội mùa hè. Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo với 43 thành viên, trong đó 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn thể thao. Tại Olympic 2020, thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ giành huy chương ở các môn cử tạ, taekwondo và bắn súng. Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2020 vào 6:30 đến 10:10 ngày 23 tháng 7, bộ môn rowing vòng loại đôi nữ hạng nhẹ. Vận động viên của Việt Nam là Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo. Cùng ngày 23 tháng 7 lúc 7:00 đến 9:00 môn bắn cung vòng loại cung 1 dây nữ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt. 11:30 đến 13:00 bắn cung vòng loại cung 1 dây nam, Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Ngày 24 đến 28 tháng 7, giờ chưa xác định, môn cầu lông vòng bảng đơn nam, Nguyễn Tiến Minh. Cầu lông vòng bảng đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh. Ngày 24 tháng 7, 6:30 đến 14:30 thi môn bắn cung 100m súng ngắn, vận động viên Hoàng Xuân Vinh. 8:00 đến 20:30 taekwondo hạng 49kg Trương Thị Kim Tuyền. 8:00 đến 20:00 cùng ngày 24 tháng 7, môn thể dục dụng cụ vòng loại nhảy chống nam, Lê Thanh Tùng. 8:00 đến 20:00 thể dục dụng cụ vòng loại toàn năng nam, Đinh Phương Thành. 15:00 đến 18:30 boxing vòng loại 57kg Nguyễn Văn Đương. Ngày 25 tháng 7 lúc 9:00 đến 17:50 môn judo hạng 52kg nữ, Nguyễn Thị Thanh Thủy. 9:50 đến 16:00 môn cử tạ hạng 61kg Thạch Kim Tuấn. 9:00 đến 19:00 boxing vòng loại 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm. 17:00 đến 19:30 bơi 200m nữ, bơi tự do, Nguyễn Thị Ánh Viên. 9:50 đến 16:00 môn cử tạ hạng 49kg nữ, Vương Thị Huyền. Cũng trong ngày 25 tháng 7, 9:50 đến 16:00 môn cử tạ hạng 59kg nữ, Hoàng Thị Duyên. Và ngày 29 tháng 7, 17:00 đến 19:30 thi môn bơi 800m nữ, bơi tự do, Nguyễn Thị Ánh Viên. Và 30 tháng 7, 17:00 đến 19:30 bơi 1500m nam, bơi tự do, Nguyễn Huy Hoàng. 31 tháng 7, 7:00 đến 10:00 điền kinh vòng loại 400m rào nữ, Quách Thị Lan.